Xin thân ái kính chào anh chị em. Chúng ta có câu chuyện về đêm số 085. Câu chuyện này chúng tôi gặp được trong một bài suy niệm của cha Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Rồi câu chuyện hay quá nên chúng tôi tìm cách tham khảo thêm nhiều tài liệu khác để mà viết thành câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện mang tựa đề Bao dung, tha thứ tất cả. Trong cuốn tự truyện Miracle on the River Kwai, có nghĩa là phép màu trên sông Kwai, xuất bản năm 1962, tác giả Ernest Gordon, sinh năm 1916, mất năm 2002. Ông là một sĩ quan hải quân, đã viết về câu chuyện những tù binh người Anh bị quân đội phát xít Nhật buộc phải làm một con đường sắt phục vụ cho chiến tranh, con đường bắc qua sông Kwai và xuyên ngang một vùng rừng thiêng nước độc của Miến Điện, nay gọi là nước Myanmar. Trong hoàn cảnh sống chết bi đát như vậy, các tù binh người Anh đã trở nên man rợ đối với nhau, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống nhau, đánh chửi nhau tàn nhẫn chỉ để giành giật một mẩu bánh nhỏ. Thế rồi cho đến một buổi chiều chỉ 2 tuần trước khi chiến tranh chấm dứt, trước khi quân phát xít Nhật sẽ bại trận và phải đầu hàng quân đồng minh trong đệ nhị thế chiến năm 1939 đến năm 1945. Buổi chiều hôm ấy đã xảy ra một biến cố làm đảo lộn toàn bộ cái bầu khí tàn bạo mà chúng tôi đã nêu ở trên. Một cái xẻng lao động đã bị mất. Viên sĩ quan Nhật ra lệnh nếu không có ai nhận tội, y sẽ bắn chết từng người trong số các tù binh. Nói là làm. Y rút súng chuẩn bị bắn vào một tù binh đứng ngay trên hàng người gần hắn nhất. Thế rồi bỗng từ đám đông có một người bước ra. Đó là một người tù tên là Dinty Miller, gốc người Scotland. Anh lặng lẽ không nói gì để biện hộ hay xin ân xá cả. Viên sĩ quan Nhật tức giận lấy ngay một cái xẻng và đánh anh Miller túi bụi cho đến chết trước sự chứng kiến hãi hùng của tất cả các tù binh. Chiều tối hôm ấy, viên sĩ quan cho đếm lại các dụng cụ lao động và nhận ra không hề có cây xẻng nào bị mất cả. Vậy mà người tù binh nọ, một Kitô hữu, đã tự nguyện chết thay cho các bạn của mình. Kể từ hôm ấy, các tù binh đã cư xử đối đãi với nhau rất là tử tế. Họ thương yêu nhau hơn cả anh em ruột thịt. Họ sẵn sàng nhường cho nhau những khẩu phần hiếm hoi. Bao nhiêu hằn học cay đắng và nhẫn tâm vô nhân không còn nữa. Y như thể là anh Dinty Miller, người bị giết chết oan ức, đã tạo ra một phép lạ kỳ diệu. Phép lạ cứu sống sinh mạng và cứu sống cả nhân phẩm của những người tù binh còn lại. Tác giả Ernest Gordon kể lại câu chuyện này. Chính ông về sau cũng trở thành một Kitô hữu nhiệt thành. Câu chuyện chưa hết. Tác giả còn thuật lại cho chúng ta một chi tiết cảm động. Khi quân đồng minh tràn vào trại giam giữa rừng, các tù binh gầy gò kiệt sức, đến lúc này chỉ còn là những bộ xương. Họ lần lượt bước qua trước mặt người lính trận, bước qua trước mặt người lính Nhật bại trận. Những kẻ từng giam giữ họ, từng đánh đập họ và đã có thể giết chết họ, lúc này đây, thay vì hà hê chiến thắng, họ khẳng định không còn hận thù và giết chóc. Điều chúng ta cần
đó là sự tha thứ. Không còn hận thù và giết chóc. Điều chúng ta cần đó là sự tha thứ. Xin cảm ơn anh chị em.